cuộc sống của những người khắc kỷ. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Thông tin chi tiết từ chương 1. Một. một chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý dạy bạn hạnh phúc, ngay cả khi bạn mất tất cả, khi bạn nghèo khó, khi mọi người ghét bạn hoặc khi bạn đau đớn. Hai những người theo chủ nghĩa khắc kỷ quan tâm nhất đến cách bạn sống, những lựa chọn bạn đã thực hiện, những nguyên nhân bạn phục vụ và những nguyên tắc bạn tuân thủ khi đối mặt với nghịch cảnh. Họ quan tâm đến những gì bạn đã làm, không phải những gì bạn nói. Ba chỉ vì mọi người lo lắng hoặc nghi ngờ bản thân hoặc được dạy những điều sai lầm khi còn nhỏ không có nghĩa là họ không thể trở thành điều gì đó tuyệt vời, miễn là họ có can đảm và những người cố vấn để giúp họ thay đổi. Đây là điều mà câu chuyện về Zeno và giáo viên Chris của anh ấy chứng minh. Bốn Zeno là một triết gia Hy Lạp sống từ khoảng năm 335 đến năm 263 trước công nguyên ông thành lập trường phái triết học mang tên Stoicism. Không giống như nhiều nhà tiên tri, Zeno được tôn trọng và ngưỡng mộ trong thời đại của mình. Điều duy nhất Zeno thực sự quan tâm, điều mà ông ấy cố gắng dạy, là sự thật. Phần 2. Thông tin chi tiết từ chương 2. Một liên giờ là con trai của một người đàn ông nghèo. Anh ấy là một võ sĩ quyền Anh, và sau đó, để tự trang trải cuộc sống, anh ấy đã làm việc như một người ánh nước. Người dân Athens gọi anh ta là cậu bé bán nước, hai đối với Klinger, triết học và lao động không phải là đối thủ, họ là hai mặt của cùng một đồng tiền. Thật vậy, đó là từ mà người xưa dùng để mô tả đức tính cần cù của ông. Philoponia yêu lao động, tận tụy lao động chân chính, tất nhiên, không chỉ vì tiền mà còn để cải thiện bản thân. Bà Klinger là người thích lắng nghe hơn là nói và mong muốn học sinh cũng làm như vậy. Zeno giáo viên của anh, nói rằng con người được ban cho hai tay và một miệng là có lý do. 50 cuốn sách của Klinger đã trình bày rõ ràng và giải thích cách tiếp cận của phái khắc kỷ đối với tất cả các loại chủ đề. Phần 3. Thông tin chi tiết từ chương 3. Một trong khi Klinger là học trò được Zeno ưu ái và được chọn là người kế vị vào năm 262 trước công nguyên, thì Aristo là một triết gia có triển vọng không kém ít thụ động và dè dặt hơn nhiều so với người gánh nước chăm chỉ, người sẽ thừa kế chiếc áo choàng của Zeno. Hai Aristo nghĩ rằng các quy tắc ứng xử quá phức tạp, anh ấy muốn tập trung vào bức tranh toàn cảnh và anh ấy nghĩ rằng Klinger đang xa lầy vào các chi tiết. Ba Aristotle lập luận mạnh mẽ rằng mục tiêu của cuộc sống là sống trong trạng thái thờ ơ với mọi thứ ở giữa đức hạnh và tội lỗi, hoàn toàn không phân biệt giữa những điều khó khăn có thể tốt nhưng lại nguy hiểm khi vượt quá. Anh ấy không muốn một số danh sách danh mục phức tạp. Bốn Aristo đã thêm vào cách tiếp cận trái ngược của mình một phong cách khá mạnh mẽ, và anh ấy nói nhiều hơn là nghe, khá cố ý coi thường châm ngôn của Geno về tỷ lệ tự nhiên giữa tai và miệng. Đây là lý do tại sao biệt danh của anh ấy là Aristo The Challenger. Nằm tóm lại, câu thần chú của anh ấy là Quyền giới luật đi, đừng nghiền ngẫm các quy tắc, cứ làm đi. Phần 4 thông tin chi tiết từ chương 4. Một có nghĩa là ngựa vàng, và ông ấy là một người rất nhỏ con. Ông là người đứng đầu thứ ba của trường phái khắc kỷ, sau Zeno và Klinger. Anh ấy là một nhà tranh luận bậc thầy, và anh ấy đã viết nhiều sách. Hai khi còn nhỏ, Krizipos đã được làm quen với việc chạy bộ. Một môn thể thao sẽ thay đổi cuộc đời anh ấy chạy bộ là một cuộc chiến của trí óc và cơ thể của một người với chính họ cũng như là một cuộc cạnh tranh với bất kỳ thứ gì khác bà là một vận động viên chạy bộ chrysippus đã phát triển một triết lý về tinh thần thể thao tốt anh ấy biết rằng ngay cả khi các vận động viên đang thi đấu với nhau và muốn chiến thắng phần còn lại một cách tuyệt vọng thì vẫn có một tình anh em thiết yếu giữa những người tham gia Bốn Grigipus đang ngồi trên hiên nhà thì một con lừa cô đơn đi ngang qua và bắt đầu ăn trong vườn của anh ấy. Grigipus thấy cảnh tượng buồn cười không thể giải thích được và bắt đầu cười và cười thậm chí còn lớn hơn, cho đến khi anh ta chết theo đúng nghĩa đen. Phần 5. Thông tin chi tiết từ chương 5. Một vào đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, chủ nghĩa khắc kỷ đã được 100 năm tuổi. Những lời dạy của Zeno đã được truyền cho Klinger và sau đó là Grigipus họ đã sống sót qua sự khiêu khích, nghi ngờ và tấn công từ các trường khác. Hai Zeno xứ là học trò của Zeno đầu tiên. Ông là một triết gia quan trọng, vĩ đại, và ông đã viết rất nhiều sách. Ông sẽ không được nhớ đến như phần còn lại của các nhà triết học quan trọng, nhưng đó là điều mà một người khắc kỹ không thể quan tâm. Phần 6. Thông tin chi tiết từ chương 6. Một năm 155 trước công nguyên, Diogenes ở Babylon, thủ lĩnh thứ năm của stoa được cử đi thực hiện một sứ mệnh ngoại giao từ athens đến rome ở đó ông và các nhà triết học vĩ đại khác của hy lạp sẽ thuyết trình về giáo lý của họ điều này có vẻ giống như một sự kiện nhỏ nhưng nó sẽ thay đổi không chỉ rome mà cả thế giới hai chúng tôi không biết zeno of tarsus qua đời khi nào và diogenes kế vị ông ấy nhưng chúng tôi biết rằng diogenes là một giáo viên có khả năng thu hút nhiều học sinh Bà Diogenes đã cố gắng thuyết phục Thượng viện làm mã giảm số tiền phạt mà họ áp dụng cho người Athen bằng cách nói cho họ biết những gì họ muốn nghe và điều đó đã có hiệu quả. Di sản của ông, chủ nghĩa khắc kỷ với tư cách là một lực lượng chính trị, chỉ mới bắt đầu. Trên thực tế, nó sẽ sớm chinh phục thế giới. Phần 7. Thông tin chi tiết từ chương 7. Một nếu Diogenes là chính trị gia thực dụng, sau đó học trò của ông là Antipater thủ lĩnh tiếp theo của stoa là nhà đạo đức học trong thế giới thực thực tế vâng nhưng có ý định thiết lập các nguyên tắc rõ ràng mà mọi hành động phải bắt nguồn từ đó hai antipater tin rằng một người cần có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt trong cuộc sống và một trong những cách tốt nhất để làm điều này là học hỏi từ sai lầm của người khác bà antipater đã dạy học sinh của mình rằng bằng cách nghiên cứu triết học họ có thể trở thành người tốt chỉ những người tốt mới có thể hạnh phúc và chỉ những người hạnh phúc mới có thể sống tốt. Ông đã thúc đẩy khái niệm về đạo đức thực tế, hoặc các nguyên tắc phải tuân theo để trở thành một người tốt. Phần số 8. Thông tin chi tiết từ chương 8. Một chủ nghĩa khắc kỷ ra đời ở Athens, nhưng nó đã trưởng thành và nắm quyền ở Rome, một câu chuyện phản ánh cuộc đời của Panaetius ở Rhodes, người sẽ trở thành một trong những đại sứ vĩ đại của chủ nghĩa khắc kỷ với thế giới. Hai Panaesos lập luận rằng nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống có đạo đức và lựa chọn những hành động phù hợp, thì chúng ta phải tìm cách cân bằng giữa vai trò và nghĩa vụ chung của tất cả con người với những vai trò và nhiệm vụ riêng của mỗi cá nhân, cũng như những nhiệm vụ được giao cho chúng ta. Danh tính và những cái xuất phát từ quyết định của chúng ta. Bà Panaesos tin rằng mọi người được sinh ra với những bản năng tự nhiên về đức hạnh và mọi người có thể phát triển và sống tốt nếu họ học cách sống nhất quán với những bản năng đó. Bốn tất cả mọi thứ kết thúc. Triết học ở đó để nhắc nhở chúng ta về sự thật đó và để chuẩn bị cho chúng ta đón nhận những cú đánh của cuộc đời. Phần 9. Thông tin chi tiết từ chương 9. Một chính trị là một ngành kinh doanh bẩn thỉu. Nó là bây giờ và nó là sau đó. Ở Rome cũng như trong thế giới hiện đại, quyền lực thu hút cái tôi. Nó bị hỏng nó thưởng cho sự phù phiếm nó không khuyến khích trách nhiệm nó chứa đầy và sẽ luôn luôn đầy những kẻ nói dối bịp bợm những kẻ mị dân và những kẻ hèn nhát hai trong số tất cả các nhà khắc kỷ chính trị có lẽ không ai tỏa sáng hơn hoặc nổi bật hơn publius rutilius rufus người đã nhìn chằm chằm vào sự thối nát của rome bằng một sự trung thực mãnh liệt nhưng thầm lặng hiếm có trong số các đồng nghiệp của ông như ngày nay ông học triết học dưới thời panaesos ba người La Mã đã kết án sai Rutilius vì sự trung thực của anh ta và trục xuất anh ta. Anh ấy đã từng là một lực lượng tốt cho thế giới và đã phải chịu đựng vì điều đó. Nhưng dường như chưa bao giờ anh đặt câu hỏi liệu nó có xứng đáng hay không. Anh ta cũng không có bất kỳ sự cay đắng nào về số phận của mình. Phần 10. Thông tin chi tiết từ chương 10. Một Poseidonius xứ APMI là một triết gia khắc kỷ nổi tiếng sống cách đây 2. 0005 ông sinh ra ở syria nơi cha ông là một thống đốc ông đi khắp nơi và nghiên cứu thế giới tự nhiên anh ấy nghĩ rằng điều quan trọng là phải nghiên cứu mọi thứ bởi vì đó là cách bạn học được sự khôn ngoan hai trong các bài viết của mình poseidonius cho rằng tâm trí tìm kiếm sự khôn ngoan và điều gì thật sự tốt trong khi phần dưới của tâm hồn tìm kiếm quyền lực và vinh quang của chiến thắng cũng như khoái cảm thể xác những thói quen và lối sống tốt là những kiểm tra chống lại những phần phi lý này của tâm hồn. Bà Poseidonius là nhà khắc kỷ nổi tiếng nhất trong thời đại của ông và là một trong những người đàn ông thông minh nhất của thế giới cổ đại. Phần 11 Thông tin chi tiết từ chương 11 Một chính sách bia đã nói, trong vở kịch khắc kỷ nhất của ông, rằng điều tốt chúng ta làm trong đời dễ bị lãng quên, nhưng điều ác chúng ta làm thì tồn tại mãi có lẽ không có triết gia khắc kỷ nào minh họa nguyên tắc này nhiều hơn Diotimus, người mà rất ít người biết đến. Hai khi các triết lý của Epicurus đang hồi sinh ở Athens, Diotimus đã ngồi xuống và giả mạo hơn 50 bức thư nhằm bôi nhọ danh tiếng của người sáng lập trường phái đối thủ đó. Diotimus đã miêu tả Epicurus như một kẻ điên cuồng sa đọa nào đó để củng cố lập luận của ông ta chống lại triết học. Bà đối với một ngôi trường đánh giá cao logic và sự thật cũng như hành vi đạo đức, Hành động của Diotimus là không thể tha thứ được. Bốn đóng góp duy nhất của Diotimus cho lịch sử chủ nghĩa khắc kỷ là biến bản thân thành một câu chuyện cảnh báo. Ông đã chứng minh rằng các nhà khắc kỷ hầu như không hoàn hảo và rằng cho dù chúng ta có luyện tập hay đọc bao nhiêu đi chăng nữa, thì một quyết định vội vàng được đưa ra trong thời điểm này có thể hủy hoại tất cả. Phần 12. Thông tin chi tiết từ chương 12 một không thể nói rằng chính khách la mã cicero là một người khắc kỷ anh ấy cũng sẽ không tuyên bố là như vậy tuy nhiên không thể phủ nhận rằng ông là một học trò tận tâm của các nhà khắc kỷ ông đã dành thời gian trực tiếp dưới posidonius hai trong những năm đầu đời cicero là người theo đuổi các ý tưởng của các nhà khắc kỷ tuy nhiên anh ấy không bao giờ sống theo họ các nhà khắc kỷ đã dạy rằng chúng ta nên khao khát sự vĩ đại nhưng là sự vĩ đại của nhân cách chứ không phải của cải, danh vọng hay quyền lực. Cicero không bao giờ có thể nhìn thấy sự khác biệt. Phần 13, thông tin chi tiết từ chương 13. Một cái sau vài thế hệ, hoặc vài thế kỷ, một người đàn ông được sinh ra với thể chất sắt đá bao gồm những thứ cứng rắn hơn cả những người đồng lứa cứng rắn nhất của anh ta. Đây là những nhân vật đến với chúng ta như những huyền thoại và truyền thuyết. Marcus Porcius Cato là một trong những người này. Hai Cato biết rằng nếu anh ấy định làm điều đúng đắn, anh ấy phải làm điều đó bất kể mọi người nghĩ gì hay xấu hổ. Anh ấy cũng biết rằng nếu anh ấy làm điều đó vì những lý do sai lầm, anh ấy sẽ không thể duy trì nó. Danh tiếng không thành vấn đề, làm đúng đã làm. Ba Cato tốt bụng. Cato rất khó khăn. Theo một cách nào đó, ông là hiện thân của câu nói. Không có người bạn nào tốt hơn không có kẻ thù nào tệ hơn. Bốn anh ấy không có bức tượng nào được xây dựng hoặc những cuốn sách làm về anh ấy. Nhân vật của anh ấy là tượng đài. Những cam kết của ông đối với công lý và tự do, lòng dũng cảm và đức hạnh là những trụ cột của ngôi đền còn tồn tại cho đến ngày nay. Phần 14 Thông tin chi tiết từ chương 14 Một có thể nói rằng sự thiếu tín nhiệm dễ thấy đối với phụ nữ trong lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ thực sự là bằng chứng cho những đức tin triết học của họ hai không gì minh họa tốt hơn những đức tính khắc kỷ về sức chịu đựng và lòng can đảm vị tha và bổn phận hơn là các thế hệ vợ mẹ và con gái vô danh của hy lạp và la mã những người đã chịu đựng chống lại chế độ chuyên chế sống qua chiến tranh nuôi nấng gia đình và chết mà không bao giờ được công nhận vì chủ nghĩa anh hùng thầm lặng của họ bà Posse, mẹ của cato là một người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua rất nhiều điều Cô ấy biết rằng Brutus sẽ giết Seiya, và cô ấy đã cố gắng hết sức để ngăn chặn điều đó, không sợ hậu quả. Cô không may thất bại. Bốn mặc dù Boxy đã rời khỏi trái đất này khi nền Cộng Hòa qua đời, nhưng cô ấy sẽ sống mãi mãi như một biểu tượng mạnh mẽ về sự phản kháng của đàn ông và phụ nữ. Hơn nữa, cô ấy đã chứng minh rằng lòng dũng cảm và triết học không phân biệt giới tính. Phần 15 Thông tin chi tiết từ chương 15 một Athenodorus là một giáo viên, và ông đã dạy cho hoàng đế Augustus. Ông đã dạy anh ta làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Anh ấy nói với anh ấy rằng khi bạn tức giận, bạn nên làm điều gì đó khác đi trước khi nói hay làm bất cứ điều gì. Hai cả đời rèn luyện chuẩn bị cho chúng ta thời điểm thực hiện hành động cuối cùng. Trong trường hợp của Athenodorus, anh ấy đã sẵn sàng và anh ấy đã phục vụ tốt đất nước của mình. Đủ để người dân ta sớt vô cùng yêu mến ông và sau khi ông qua đời ở tuổi 82, họ đã tôn vinh ông trong một lễ hội công khai hàng năm sau đó. Phần 16. Thông tin chi tiết từ chương 16. Một có nhiều hơn một người khắc kỷ vĩ đại trong cuộc đời của Augustus. Người kia tên là Arius Didymus. Họ gặp nhau vào khoảng năm 44 trước công nguyên và chính nhờ mối quan hệ thân thiết của họ mà vị hoàng đế trẻ tuổi đã học cách đọc và đánh giá cao ngôn ngữ Hy Lạp. Hai kể từ những nhà lãnh đạo khắc kỷ đầu tiên, Chủ nghĩa khắc kỷ đã hướng tới chính trị và các trung tâm quyền lực, nhưng do họ gần gũi với Augustus, Arius và Athenodorus đột nhiên nắm giữ nhiều quyền lực chính trị hơn bất kỳ người theo trường phái khắc kỷ nào trong lịch sử. Ba Arius đã dạy rằng mặc dù chúng ta có khả năng tự nhiên để thể hiện các đức tính, nhưng chính việc tích cực thực hành trau dồi và trau dồi chúng mới khiến một người trở nên khôn ngoan và tốt đẹp. Phần 17. Thông tin chi tiết từ chương 17. Một theo Agrippinus, tất cả chúng ta đều là những sợi chỉ trong một bộ quần áo có nghĩa là hầu hết mọi người không thể phân biệt được với nhau, một sợi chỉ giữa vô số sợi chỉ khác. Hầu hết mọi người đều vui vẻ tuân theo, được ẩn danh. Hai nhân đối với Agrippinus, kiểu thỏa hiệp này là không thể tưởng tượng được. Anh ấy sẵn sàng nổi bật, trở thành sợi dây màu đỏ tươi trong bộ quần áo có thể quay đầu lại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị chặt đầu hoặc bị lưu đầy ba hoàng đế Nero lên án Agrippinus và trục xuất ông ta khỏi Rome chỉ vì ông ta dám khác biệt. Anh ta từng là người có màu đỏ tươi trong một đế chế mà Nero cho rằng mình là người duy nhất xứng đáng nổi bật. Phần 18 Thông tin chi tiết từ chương 18 Một Lucius Annaeus Seneca sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta vẫn đang nói về anh ấy ngày hôm nay. Không giống như nhiều người bạn theo trường phái khắc kỷ của mình, những người đã viết về sự vô giá trị của danh tiếng để lại, Seneca khao khát nó, làm việc vì nó, biểu diễn vì nó cho đến những giây phút cuối cùng của ông. Hai Seneca là một triết gia La Mã sống từ năm 4 trước Công nguyên đến năm 65 sau Công nguyên. Ông là học trò của một triết gia nổi tiếng tên là Attalus. Anh không muốn làm nô lệ, vì vậy anh ấy đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người La Mã hùng mạnh. Anh trở thành gia sư của Nero. Vị hoàng đế tương lai. Ba một trong những chủ đề phổ biến nhất trong các bức thư và bài tiểu luận của Seneca từ thời kỳ này là cái chết. Anh ấy nhận ra rằng chúng ta đang chết đi mỗi ngày và không ngày nào một khi đã chết có thể hồi sinh. Bốn cuộc đời của Seneca là một bài học về cách sống tốt, ngay cả khi bạn không được phép chết tốt. Phần 19. Thông tin chi tiết từ chương 19. Một với sự hiểu biết sâu rộng về các chủ đề đa dạng, bao gồm chính tả, thần học, ngữ pháp, hùng biện, ngôn ngữ học, logic, vật lý và đạo đức, con nữ Titus là một nhân vật hùng vĩ. Danh tiếng của ông nổi tiếng đến mức hoàng đế Claudius đã nghe theo lời khuyên của ông và giới thiệu một chữ cái mới cho bảng chữ cái La Mã, Gamma. Phần 20, thông tin chi tiết từ chương 20. Một gái Ostroglius Plautus, sinh năm 33 sau công nguyên, là người khắc kỷ đầu tiên mang dòng máu hoàng gia. Chác của Tiberius thông qua mẹ của ông, Julia, và vì Tiberius, chác của Augustus, được nhận làm con nuôi, nên ông được xếp vào hàng thừa kế ngai vàng từ dòng đối thủ Julio Claudian. Hai tuy nhiên, với tất cả sự giàu có và dòng dõi danh giá của mình, Lautus đã sống một cuộc đời khắc khổ và lặng lẽ. Việc nghiên cứu triết học đã khiến ông trở thành một tâm hồn già dặn, một người khiến tất cả những ai gặp ông đều phải kính trọng anh ta không ham muốn quyền lực, ông không lạm dụng của cải của mình. Ba Nero, người tin vào điều mê tín, bằng cách nào đó đã thuyết phục bản thân rằng Lotus sẽ trót ngôi ông và trở thành vua. Hành động vì nỗi sợ hãi phi lý của mình, anh ta đã ra lệnh ám sát Lotus để loại bỏ mối đe dọa. Lotus biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng giống như một người khắc kỷ, ông chấp nhận số phận của mình. Bốn thờ Resi, một trong số ít những người khắc kỷ còn lại ở Rome, rất giận dữ. Nero đã tạo ra một kẻ thù ở Plautus và tạo cho mình một kẻ thù thực sự ở Thraseus. Bây giờ anh sẽ có một cái gì đó, một ai đó để sợ hãi. Phần 21. Thông tin chi tiết từ chương 21. Một Thraseus sinh ra ở Ba dựa vào khoảng thời gian Augustus qua đời, tức là khoảng năm 14 sau Công nguyên. Ông ấy là một thượng nghị sĩ và ông ấy sống vào thời của Nero. Anh ấy là một người khắc kỷ. Hai một người khác kỹ phải học khi nào nên bỏ đi khi nguyên nhân là vô vọng. Seneca nhận ra điều này quá muộn, ngay sau khi anh ta đồng lõa trong việc kích hoạt Nero, Thrasea không có vết máu như vậy trên tay. Anh ta đứng lên chống lại Nero và công khai lên án thượng viện khi họ tôn vinh Nero vì tội giết mẹ. Bà Thrasea từ chối cho Nero niềm vui được bí mật phá hoại anh ta. Anh ấy đã viết trực tiếp cho anh ấy Hãy nêu tên các cáo buộc của bạn và để tôi tự bào chữa. Nero mở bức thư mong đợi sự trung thành, cho rằng Thracie sẽ thu mình lại và cầu xin lòng thương xót. Thay vào đó, anh ấy tìm thấy sự độc lập thách thức của người đàn ông vô tội. Anh ta ra lệnh hành quyết. Bốn sau cái chết của Thracie, sự hỗ trợ của Nero bị xói mòn từ từ và sau đó tất cả cùng một lúc, người dân đã bắt đầu chống lại vị vua loạn trí của họ và quân đội của ông ta cũng vậy. Anh ta biết rằng họ đã lên kế hoạch giết anh ta một cách giả mang, vì vậy anh ta đã tự sát. Năm thợ Tracy nói rằng Nero có sức mạnh giết người nhưng không gây hại, điều đó đúng. Với một ngoại lệ, Nero đã tự làm hại mình hết lần này đến lần khác. Và lấp đầy 30 năm của mình bằng một kiểu chết sống mà cho đến ngày nay vẫn là một ví dụ về kiểu lãnh đạo tồi tệ nhất. Phần 22 Thông tin chi tiết từ chương 22 một Helvidius sinh ra là con trai của một người lính đóng quân ở vùng đất phía nam nước Ý của bộ tộc Caraceni thuộc vùng Somnium, tại thị trấn heo Helvidius Priscus sẽ vươn lên từ nguồn gốc bình dân khiêm tốn này để trở thành một nhân vật quan trọng trong đời sống La Mã với sự nghiệp kéo dài qua các triều đại của năm vị hoàng đế. hài giống như những điều tốt nhất của các nhà khắc kỷ không phải lời nói xác định di sản của anh ấy mà là hành động của anh ấy Epictetus được truyền cảm hứng từ anh ấy. Marcus Aurelius lấy anh ta làm ví dụ. Phần 23 Thông tin chi tiết từ chương 23 Một Millionius Rufus là một triết gia La Mã sống ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Đối với ông, dấu hiệu của một triết gia thành công không phải là tiếng reo hò ầm ĩ của những người ủng hộ. Đó là sự im lặng, bởi vì điều đó có nghĩa là khán giả đang thực sự suy nghĩ và vật lộn với những ý tưởng khó hiểu mà diễn giả đang trình bày. Hai cốt lõi trong những lời dạy của Milionius là niềm tin vào tầm quan trọng của sự chăm chỉ và sức chịu đựng. Anh ấy tin rằng khó khăn chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống. Phần 24 Thông tin chi tiết từ chương 24 Một sinh năm 55 sau công nguyên tại Hierapolis, Epictetus là một nô lệ từ khi sinh ra. Tên của anh ấy trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa đen là có được một cái. Mặc dù vậy, sự kiên trì, quan điểm và sự tự cung tự cấp tuyệt đối sẽ khiến anh ta trở thành biểu tượng cuối cùng cho khả năng con người tìm thấy tự do thật sự trong những hoàn cảnh đen tối nhất. Hai Epictetus kinh hoàng trước những gì ông nhìn thấy trong các cung điện và văn phòng hoàng gia ở Rome và quyết định sống khác đi. Ông nói, thà chết đói trong tâm trạng bình tĩnh và tự tin còn hơn là sống lo lắng giữa sự dư giả phần 25. Thông tin chi tiết từ chương 25, 26. Một Junius Rupticus, cháu trai của Arulenus, sinh vào khoảng năm 100 sau công nguyên, chưa đầy một thập kỷ sau vụ sát hại ông nội của mình. Anh ấy sẽ trở thành người dạy kèm đã giới thiệu Marcus Aurelius với chủ nghĩa khắc kỷ và giúp hình thành, bằng cách đó, vị vua triết học đầu tiên trên thế giới. Hai từ Rupticus Marcus đã học cách nhận thức được những khuyết điểm trong tính cách của chính mình và khắc phục những khuyết điểm đó. Anh học cách không tranh luận hay ngụy biện, tránh văn hoa, văn hoa mỹ từ, không khoa trương, viễn vông. Bà Junius Ruticus là một người đàn ông có đầu óc công bằng. Ông là thị trưởng của Rome và ông luôn cố gắng đối xử công bằng với mọi người. Bốn Marcus nói rằng từ Ruticus, anh ấy đã học được cách thể hiện bản thân sẵn sàng hòa giải với những người mất bình tĩnh và xúc phạm người khác, đồng thời sẵn sàng gặp họ nửa chừng ngay khi họ có vẻ sẵn sàng lùi bước. Nằm kể từ thời Plato, giấc mơ của những nhà thông thái là một ngày nào đó có thể có một vị vua triết học như vậy. Ngôi sao này, sinh ngày 26 tháng 4 năm 121, được đặt tên là m a r c u s c a t i l i u s, -S e v r u s a n n i u s v r u s và đối với tất cả những kỳ vọng và trách nhiệm không thể thực hiện được anh ấy sẽ cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng xấu được chọn làm vua có quyền lực to lớn áp đặt lên ông khi còn quá sớm bằng cách nào đó dường như đã khiến marcus aurelius trở thành một người tốt hơn sự kiện có một không hai này trong lịch sử nhân loại làm thế nào mà một người đàn ông không xa ngã như hầu hết các vị vua chỉ có thể được giải thích bằng một điều chủ nghĩa khắc kỷ Bảy châm ngôn của ông ấy trong cuộc sống và trong lãnh đạo rất đơn giản và dễ hiểu. Hãy làm điều đúng đắn, phần còn lại không quan trọng và không có biểu hiện nào thể hiện chủ nghĩa khắc kỷ tốt như. Đừng lãng phí thời gian để nói về việc một người đàn ông tốt là như thế nào. Trở thành một. Phần 26. Cái nhìn sâu sắc từ kết luận, một cuộc sống của những người theo trường phái khắc kỷ có một chuỗi ảnh hưởng không gián đoạn, một ảnh hưởng vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Trên hết, các nhà khắc kỷ đã dạy chúng ta bằng thực tế là họ đã cố gắng. Điều quan trọng là chúng ta có thể học được gì từ những thành công và thất bại của họ trong quá trình theo đuổi suốt đời này. Phần 27. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thú với những hiểu biết sâu sắc về Real Holiday và Lips of Testo X của Stephen Hạng Giao Mình. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.